biệt, Bích Liên xin phép được thay mặt cho dịch vụ tiệc cưới Hồng Vân sẽ được gửi lời chúc ăn miệng đến với toàn thể quý vị quan khách với những món ăn rất là tuyệt vời trong thực đơn tiệc cưới của chúng tôi hôm nay, dành tặng và chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho toàn thể quý vị quan khách của chúng ta. Chúc cho toàn thể quý vị quan khách có một buổi tiệc thật là vui tươi và thật là ngon miệng ạ. Và để cho bầu không khí buổi tiệc chúng ta thêm vui tươi, sôi động hơn thì xin được mời quý vị quan khách hãy cùng đến với ban nhạc Dòng Thời Gian tại trung tâm tiệc cưới Đồng Thuận của chúng tôi, những ca khúc mà quý vị yêu thích nhất thay cho những lời chúc mừng ý nghĩa nhất dành tặng cho đôi ngư trong ngày hôm nay. Và để mở đầu cho chương trình Hát Mừng Hạnh Phúc này, cũng như là để chào đón một mùa đông với một không khí Noel đang tưng bừng rộn rã khắp mọi nơi, thì Bích Liên xin phép được thay mặt cho anh em ban nhạc gửi tặng đến toàn thể quý vị một nhạc phẩm rất là dễ thương mang tựa đề Người Tình Mùa Đông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Trời mùa lũ